Tiếp tục chuỗi series của thoái hóa khớp gối thì hôm nay qua phần thứ hai, bác sĩ Minh sẽ chia sẻ cho các cô bác anh chị các yếu tố nguy cơ và các nguyên nhân của thoái hóa khớp gối. Đây là phần quan trọng nhất mà các cô bác anh chị cần nắm, vì lý do nếu như các cô bác anh chị biết được những cái nguy cơ của thoái hóa khớp gối, nó sẽ giúp cho mình phòng ngừa được cái tình trạng xuất hiện thoái hóa khớp gối hoặc là thoái hóa khớp gối nó diễn tiến nặng hơn. Bên cạnh đó, những cái nguyên nhân là những cái mà làm cho cái tình trạng khớp gối chúng ta nó xấu hơn, tệ hơn, và nếu chúng ta biết được nó thì chúng ta có thể phòng ngừa được cái việc mà diễn tiến nặng của những cái bệnh lý về khớp gối. Thì đầu tiên, khi nói về nguyên nhân của thoái hóa khớp gối thì chúng ta phải hiểu được là, thứ nhất là những cái nguyên nhân mà chúng ta thường gặp nhất, đó chính là tuổi tác. Tuổi tác là cái mà chúng ta không thể nào chúng ta có thể điều khiển được, cũng không thể nào chúng ta tránh khỏi được. Giống như càng lớn tuổi chúng ta vận động, chúng ta sử dụng cơ thể chúng ta, thì cái khớp của chúng ta nó sẽ từ từ nó bị hao mòn. Và thoái hóa khớp bản chất là một cái vấn đề diễn tiến của quá trình tuổi tác, nên đây là một cái mà chúng ta không thể tránh khỏi được, được chưa? Cái thứ hai nữa là nguyên nhân từ chấn thương. Nếu như tuổi tác là vấn đề chúng ta không tránh khỏi được, thì đây, chấn thương là một cái mà chúng ta có thể chúng ta dự phòng hoặc là phòng ngừa được. Đó là những cái chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, làm cho chúng ta bị những cái cú va chạm, những cú đập vào khớp gối, thì lúc đó nó sẽ dẫn tới khớp gối của mình á, nó sẽ bị những cái tổn thương vi thể. Đây, nó sẽ xuất hiện những cái tổn thương vi thể trong ở giai đoạn nhẹ. Nếu mà chấn thương nhẹ các quan chị, nó sẽ xuất hiện những cái tổn thương vi thể, và chính những cái tổn thương này làm cho cái phản ứng viêm mãn tính ở trong khớp gối nó xuất hiện, và nó làm cho cái quá trình thoái hóa khớp gối bắt đầu nó diễn tiến. Đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai, những cái chấn thương nặng nề hơn, ví dụ như là những cái nguyên nhân như là chấn thương nó làm cho các bác cô bác anh chị bị rách sụn chêm hoặc là tổn thương những cái dây chằng. Thì sụn chêm là một trong những cái cấu trúc nó nằm ở trong khớp gối của mình, nó sẽ nằm ở hai bên đầu gốc của hai cái xương chúng ta. Là cái nữa là về dây chằng, thì trong khớp gối nó sẽ có dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau. Thì nếu như chấn thương nó làm rách hoặc làm đứt dây chằng thì bắt buộc các quan trị nó sẽ phải can thiệp để mình điều trị. Đối với những trường hợp đứt dây chằng chéo trước chéo sau thì chúng ta phải phẫu thuật, và khi mà chúng ta phẫu thuật, chúng ta sẽ vô tình chúng ta động chạm và chúng ta can thiệp vào cái khớp gối của mình, làm cho cái thoái hóa khớp gối nó sẽ diễn ra sớm hơn và nhanh hơn. Đó là cái thứ hai, từ nguyên nhân từ chấn thương. Cái thứ ba là do chúng ta tập luyện thể dục thể thao nó quá sức hay là nó không đúng. Nếu các cô bác anh chị là người thường xuyên thích tập luyện thể dục thể thao thì sẽ có những cái môn nó làm ảnh hưởng tới khớp gối mà các cô bác anh chị cần chú ý, ví dụ như là những cái môn như là tennis, những cái môn như là bóng chuyền, những cái môn như là cầu lông, tức là những cái môn mà chúng ta phải sử dụng khớp gối nhiều, và những cái động tác tinh vi ở tại khớp gối, hoặc là những cái lúc mà chúng ta nhảy lên, chúng ta cú cầu, cú bóng gì đó, thì nó sẽ làm cho cái áp lực khớp gối phải chịu nhiều hơn, và dẫn tới nguy cơ bị chấn thương hay bị tổn thương khớp gối nó sẽ cao hơn. Đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta thường gặp của cái vấn đề về thoái hóa khớp gối. Bên cạnh đó thì những cái yếu tố nguy cơ, đó là những cái mà các cô bác anh chị có thể thường xuyên mình mắc phải nhưng mà mình lại ít khi nào mà mình để ý đến nó. Thì đầu tiên đó chính là cái tình trạng thừa cân béo phì. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ độc lập, hay là nó tác động rất nhiều đối với cơ xương khớp và nói chung và cái khớp gối nói riêng. Thì khi mà các cô bác anh chị bị thừa cân béo phì, nó sẽ làm tăng cái áp lực mà hai cái đầu gối chúng ta phải chịu, toàn bộ chân của chúng ta phải chịu, cũng giống như cái vùng cột sống thắt lưng, cột cột sống của chúng ta chịu. Thì khi mà mình tăng 1 kg, khớp gối nó phải chịu lực từ 5 tới 8 kg, chứ không phải 1 kg nha các cô bác anh chị. Đây không phải là một cái nguyên tắc tam sức bình thường, nên nhiều cô bác anh chị sẽ hiểu lầm Là mình tưởng tăng 1 kg là khớp gối chịu được 1 kg. thì là không phải. Khi mình tăng 1 kg, khớp gối nó chịu lực từ 5 đến 8 kg, nên nếu các cô bác anh chị tăng 10 kg thì khớp gối của mình nó sẽ chịu lực lên tới 50 kg tới 80 kg. Lúc đó giống như chúng ta đang mang trên người một thêm một cái người nữa. Vì vậy hãy cố gắng làm sao kiểm soát cân nặng của mình, giữ cho cân nặng ở mình ở mức lý tưởng để tránh cho cái khớp gối mình nó thoái hóa sớm. Bên cạnh đó, phụ nữ là một trong những cái yếu tố nguy cơ của thoái hóa khớp gối. Thì hầu như trên hai phụ nữ cái tỷ lệ bị thoái hóa khớp gối nó cao hơn 1,5 lần, hay là cao hơn gần 2 lần so với nam giới. Tức là ở phụ nữ nó sẽ có những cái giai đoạn là của mang thai và sinh đẻ. Thì ở đây là cái thiên chức của người phụ nữ, nhưng khi mà mình phụ nữ mang thai á, thứ nhất á là mình phải truyền dinh dưỡng cho con, nên dẫn tới là cái cơ thể người phụ nữ rất là dễ bị thiếu chất dinh dưỡng khi sau sanh, dẫn tới những cái bệnh lý về thiếu chất, ví dụ như là những cái bệnh lý về xương khớp, như là dễ bị loãng xương, dễ bị mất xương hơn. Bên cạnh đó, khi mình mang thai mình phải chịu một cái trọng lượng của em bé nữa,
tức là mình vừa cơ thể của mình vừa tăng cân mà vừa phải mang theo bé trên người, nên những cái khớp, đặc biệt là hai cái khớp gối, nó sẽ chịu lực nhiều hơn, và đó là một trong những cái nguy cơ mà nó dẫn tới là phụ nữ nó dễ bị thoái hóa khớp gối hơn nam giới. Ngoài ra ở phụ nữ nó còn cái giai đoạn mãn kinh, tiền mãn kinh và mãn kinh, lúc này những cái hóc môn nữ giới ví dụ như estrogen nó sụt giảm nhanh, nó làm cho những cái hệ cơ xương khớp chúng ta, gân dây chằng chúng ta nó dễ bị tổn thương hơn, dễ bị thoái hóa hơn và dễ bị những cái vấn đề bệnh lý hơn. Đó là cái thứ hai là phụ nữ. Cái thứ ba nữa là những cái vấn đề về chúng ta, tư thế của chúng ta, đặc biệt là đối với ở phụ nữ nha, chúng ta hay có một cái thói quen là những cái tư thế mà chúng ta hay ngồi bắt chéo chân. Đây là một cái tư thế nó sẽ không tốt cho khớp gối. Khi mà chúng ta ngồi bắt chéo chân thì vô tình chúng ta đã làm thay đổi cái trục của khớp, và nếu một khoảng thời gian dài dẫn tới cái khớp gối chúng ta nó sẽ dễ bị thoái hóa hơn người bình thường. Cái nữa là cái việc mà chúng ta thường xuyên lên xuống cầu thang nhiều lần nè, chạy bộ mà không đúng tư thế nè, hoặc là chúng ta thường hay là đứng lên, ngồi xuống, ngồi xổm hoặc là quỳ gối, đây là những tư thế rất là xấu và là những cái yếu tố nguy cơ dẫn tới dễ bị thoái hóa khớp gối hơn. Nên các cô bác anh chị hãy chú ý những cái tư thế này để tránh mình mắc phải hay mình phạm những cái tư thế này làm cho khớp gối chúng ta sẽ bị thoái hóa sớm. Đây hãy các cô bác anh chị hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa, cũng như là hãy follow kênh, subscribe để khi mà có cái những cái video, những phần tiếp theo của chuỗi series này thì mình có thể theo dõi.